Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 30 ngày 4 tháng 3 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc trang thiết bị y tế. Nghị quyết số 30 sửa đổi khoản 4 nghị quyết số 144 ngày 5 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ như sau cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật đấu thầu như sau: a. À, đối với các hợp đồng được ký trước ngày 5 tháng 11 năm 2022 thực hiện theo thời hạn của hợp đồng. B. Đối với các hợp đồng được ký từ ngày 5 tháng 11 năm 2022, thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này, bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp. Trường hợp hết hạn hợp đồng theo quy định tại điểm A và B, khoản này thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư hóa chất đã mua cũng theo nghị quyết 30, trường hợp trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư hoặc bên mời thầu, sau đây gọi chung là chủ đầu tư, quy định nội dung nhà thầu trúng thầu vật tư hóa chất có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư hóa chất thì nhà thầu trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị y tế theo yêu cầu của chủ đầu tư. Chi phí khám bệnh chữa bệnh của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi chúng thầu vật tư hóa chất, quy định tài khoản này được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, trường hợp hết thời hạn hợp đồng thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư hóa chất đã mua, cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023. Hôm nay ngày 5 tháng 3, Chính phủ ban hành Nghị định số 08, sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định số 08 vừa được chính phủ ban hành bổ sung quy định đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ đúng hạn nợ gốc lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác. Theo các nguyên tắc cơ bản là tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận và doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật. Nghị định số 08 cũng cho phép doanh nghiệp được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu nhưng phải bảo đảm một số nguyên tắc quy định, như trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư. Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư. Bộ Công Thương vừa có công văn khẩn chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp để thỏa thuận thống nhất giá điện. Trong công văn khẩn số 094 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp để thỏa thuận thống nhất giá điện. Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Đây là cơ sở để EVN thỏa thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi. Kể từ khi giá FIT ưu đãi hết hiệu lực, Bộ Công Thương cũng đưa ra ba yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá điện, đó là việc xác định giá phải theo quy định của luật điện lực trong đó tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản, đoàn công tác của cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản do bà Mori Masako làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Ninh Bình thời gian tới nhật bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhất là để thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ phát triển du lịch giao lưu văn hóa cùng với ninh bình mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi kinh nghiệm về chính trị kinh tế văn hóa xã hội và ưu tiên thu hút đầu tư từ phía nhật bản với nhật bản việt nam là đối tác quan trọng đoàn công tác sẽ nỗ lực để vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp này